Thưa quý vị và các bạn, hôm nay người dân miền Trung vẫn phải tiếp tục đối mặt với cái nóng gay gắt. Suốt từ sáng đến giờ thì trời nắng chang chang, không một gợn mây. Quý vị có thể thấy rõ qua hình ảnh chụp tại thành phố Vinh ngay lúc này. Nhiệt độ hiện tại đang vào khoảng là 37 độ, đầu giờ chiều nay sẽ còn nóng hơn. Và vùng nóng thể hiện bằng màu cam đỏ trải dài từ Thanh Hóa xuống đến Phú Yên với mức nhiệt trong khoảng từ 37 đến 39 độ. Nơi nóng nhất sẽ là Đô Lương của Nghệ An và Hương Khê của Hà Tĩnh, mức nhiệt có thể lên đến 40-41 độ. Ra ngoài trời, cảm nhận không khác gì trong chảo rang. Với mức nhiệt này thì quý vị nên hạn chế ra ngoài nếu không có việc cần thiết để tránh tình trạng mất nước, kiệt sức, thậm chí là đột quỵ do sốc nhiệt. Bên cạnh đó, cần uống nước thường xuyên để tăng cường trao đổi chất và bù nước cho cơ thể. Trên biển, trong hôm nay thì thời tiết biển cả nước nhìn chung khá ổn định, hầu khắp từ Vịnh Bắc Bộ xuống đến Cà Mau, ra đến ngoài khơi hai huyện đảo Hoàng Sa và Trường Sa đều ít mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió không quá cấp 5 và độ cao sóng từ 0m50 đến 2m. Các yếu tố này nhìn chung đều khá thuận lợi cho các hoạt động khai thác trên biển. Chúng tôi sẽ liên tục mang đến những thông tin thời tiết mới nhất trong các bản tin tiếp theo.